to the right, now dance. Dance to the left, to the left, now dance. Dance to the right, to the right. Come on now. Và các bạn đã đến tham dự bữa tiệc liên hoan tất niên cuối năm của cửa hàng Thế Giới Máy Cây. Lời đầu tiên cho phép Phương Dung thay mặt cho chủ cửa hàng anh Chính và chị Minh gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào mừng thân thương và trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, mùa xuân là một khởi đầu cho một năm mới, sự xuân vầy, ấm no và hạnh phúc. Những tất bật trong công việc, những bộn bề trong cuộc sống, với tất cả sự thắng lợi và thành công đang ở phía trước. Và trước khi buổi tiệc của chúng ta được bắt đầu, chúng tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu anh Chính sẽ có đôi lời cảm ơn và chia sẻ đến toàn thể quý vị, các quý khách mời cũng như khách hàng của chúng ta đã đồng hành cùng với cửa hàng Máy Cày trong những năm vừa qua. Xin được mời anh Chính bước lên sân khấu. Một tràng pháo tay cho chủ cửa hàng. Chúng tôi được không ạ? Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý khách mời, kính thưa cô chú anh chị cùng bạn bè, đặc biệt là các anh em khách hàng, bạn bè và công nhân viên của công ty Quang Chính cũng như là Thế Giới Máy Cày. Hôm nay công ty Quang Chính và Thế Giới Máy Cày có một buổi tiệc tất niên cuối năm và chào đón năm mới 2021. Tôi xin cảm ơn các cô chú anh chị cùng các khách hàng, đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các anh chị công nhân viên một năm qua đã giúp đỡ cũng như nhiệt tình lao động sản xuất để công ty có được những cái thành quả đến ngày hôm nay. Và trước khi bước sang năm mới, tôi xin kính chúc các vị khách quý, các cô chú, các anh chị cùng các bạn bè, khách hàng cùng toàn thể gia đình của tập thể công nhân viên công ty một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Chuẩn bị bữa tiệc xong, trước khi ra về công ty cũng có một món quà nhỏ gọi là Tết nay là quý khách cũng biết là Covid mà đang là hoành hành với đất nước chúng ta rất là nhiều, thì từ cái đó công ty Thế Giới và Quang Chính đã có một phần quà nhỏ để ngoài trước từ lối ra. Trước khi quý khách đi về thì mỗi người vui lòng tới đó nhận một phần quà nhỏ, đó là tấm lòng của công ty chúng tôi để cho có anh em có cái Tết sức khỏe mà trên hết. Xin cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn đôi lời chia sẻ của anh Chính vừa đại diện cho công ty Quang Chính cũng như là Thế Giới Máy Cày gửi đến toàn thể quý vị. Và trước thềm năm mới, chúng tôi cũng xin được
mừng trước cho công ty quan chiến của chúng ta cùng thế giới máy cày sang năm mới sẽ gặt hái được những thắng lợi mới và thành công mới, ngày càng nhận được sự tin yêu và tín nhiệm của khách hàng. Kính chúc toàn thể quý vị và gia đình một năm mới thật an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc vạn sự kết tượng, và chương trình văn nghệ sẽ bế được bắt đầu. Ngay bắt đầu chương trình xin phép gửi đến toàn thể quý vị với một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Một bài hát rất là cũng là khá là quen thuộc, nhạc phẩm mà Mùa Xuân đầu tiên, xin được mời quý vị cùng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi chuẩn bị ạ. Alo. Wow.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.